Chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bãi kiển của em Lộc ha. Địa chỉ ở xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Hôm nay vườn của em Lộc lên giao lưu với cô chú anh chị mình tiếp cái lô mai chơi Tết năm 2025, mai giống cho cô chú anh chị mình sưu tầm giống cô chú anh chị ha. Giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ từ 250 ngàn một cây ha. Em Lộc sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của em Lộc nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn Lộc. Lộc chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Rồi anh chào Lộc nha. Dạ em chào anh. Dạ hôm nay có đến với kênh thì con cũng kính chào cô chú bác gần xa đã đến với kênh. Thì hôm nay vườn mai bên con cũng có lên một số giống mai ghép để cho quý cô chú bác mình chơi Tết năm 2025. Rồi vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn ha. Dạ đầu tiên hôm nay là nói tiếp với trước là mã số 21D là một cây cúc họ Hương cẩm thạch. Rồi thọ hương cẩm thạch cô chú anh chị ha. Cái này hai giống á, đột biến á cô chú anh chị ha, cá đột biến cái không. Rồi cho xin thông số cái này luôn em ha. Dạ. Có cũ luôn nè cô chú anh chị. Cái này có hoành là 18, cái tàn dễ thương lắm nha. Chiều cao của nó là 60. Rồi. Tán ngang của nó là 53. Rồi, cái này em vô đu là 350. Rồi, 350 mình bao ship hết em ha. Dạ. Rồi, đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 21D là một 22 cây 22 dê. 22 dê là một cây số bông lợi. Cái này cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị. Cho xin thông số cái này luôn ha. Cỏ gốc to của chú anh chị ha. Củ nở nè. Cái này cái hoành là 19. Hoành 19 luôn ha. Cái tàn quá vip luôn của chú anh chị. Chiều cao của nó là 67. Rồi. Tán ngang của nó là 56. Rồi. Cái này em vô đu là 400. Rồi 400 ngàn ha. Dạ. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Cây mã số 23D là một cây cúc cam. Rồi cây này cái tàn cũng dễ thương lắm cô chú anh chị. Cúc cam ha. Bông màu cam cà rốt cô chú anh chị ha. Bông từ 24 tới 36 cánh. Rồi thâu số cây này luôn đi em. Dạ. Cây lên nụ kia mà cây này chơi Tết ok. Cây này có hoành là 14. Cây nào chơi Tết ok em nói ok ha. Rồi. Chiều cao của nó là 62. Rồi. Tán ngang của nó là 56. Rồi. Cây này em vô lưu là 208. Rồi đổi cây luôn em ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 24D là một cây bịch số bông bình lợi. Rồi cây tàn dễ thương lắm nha. Cây này tàn phong hơi cao của chú anh chị ha. Ghép được 2-5 bo nha cô chú anh chị. Thông số luôn đi em. Dạ. Cái này thì bao chơi Tết nha cô chú anh chị. Cái này có hoành là 14,5. Rồi nút nụ kim ngon lành nha. Chiều cao của nó là 75. Rồi cô chú anh chị nào muốn mua số lượng mà mình chơi Tết thì cứ alo cho em. Số lượng gì bán Tết thì alo cho em Lộc ha. Chiều ngang của nó là 66. Rồi cái này giao luôn nha đi em. Cái này em giao luôn là 450 luôn. Rồi 450 anh bảo ship luôn ha. Dạ. Rồi mình đã cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 25. Tiếp theo mã số 25G thì nó là một cái số bình lợi luôn. Rồi cái này cái tàn dễ thương lắm cô chú anh chị. Rồi thông số luôn em ha. Dạ. Cái này có hoành là 17. Rồi. Chiều cao của nó là 63. Rồi. Cái ngang của nó là 60. Cây này em vô luôn là 300. Rồi mình đã cây luôn em ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 26 dê. Cây mã số 26 dê là một cây nhị ngọc toàn. Rồi cây cái tàn quá trời đã luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn ha. Dạ. Nút nụ đồ ngon lành nha. Cây này có hoành là 14. Rồi. Chiều cao của nó là 62. Rồi. Tán ngang của nó là 53. Rồi. Cây em vô lưu là 300. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 27 dê là rồi. Một cây thanh mai. Rồi thanh mai bông xanh nha cô chú anh dạ. Chị ha. Bông xanh đọt đỏ. Rồi cái tàn xum xuê luôn cô chú anh chị, tóc nè nở vàng ôm luôn, thông số luôn đi em. Cây lên nụ khá là nhiều rồi cô dạ. Chú anh chị, cái này cái hoành là gần 16. Chiều cao của nó là 52. Rồi tán ngang của nó là 77. Rồi cái này em vô đu là 350. Rồi mình đổi cây luôn ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 28D là một cây nhị ngọc toàn. Rồi cái này cái tàn cũng khá dễ thương cô chú anh chị ha. Cây lên nút nụ ngon non hết trơn cô chú anh chị, chơi tết thoải mái giùm em ha. Rồi thông số cái này giùm anh nha. Dạ. Cái này có hoành là 13. Rồi. Cái này có ăn chút cẩm thạch đây cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 56. Rồi. Cái cây nhị ngọc toàn này thì cô chú anh chị có cái đầu cẩm thạch này. Cái ngang của nó là 44. Thì cái này em vô luôn là 300. 300 bao xếp ha. Dạ. Rồi. Cây nhị ngọc toàn này có ăn chút xíu cẩm thạch đó thì về cô chú anh chị mình có thể chơi được 3 màu hoa cô chú anh chị ha. Màu kem, màu vàng và màu trắng luôn cô chú anh chị. Rồi, đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 29D. Tiếp theo mã số 29D là một cây cúc họ Hương. Rồi, cây này cái tàn quá dễ thương luôn cô chú anh chị ha. Cái tụt ta bò. Cái này chơi tết thoải mái giùm em ha. Rồi không số luôn đi em. Dạ. Cái này có hoành là 15. Rồi. Chiều cao của nó là 60.
Tháng em có nó là 69. Rồi. Cái này em vô luôn là 300. Rồi 300 ngàn ha. Rồi đợi cái. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 30D là một cây siêu ong Sài Gòn. Đây cũng là mã số cuối clip của em. Rồi. Này ghép bo lớn nha. Ghép hai bo ha. Chọc bo đã lắm nha cô chú anh chị. Rồi thăm số luôn đi. Cái này có vành là 15. Rồi. Chiều cao của nó là 72. Rồi. Tán ngang của nó là 70. Rồi. Cái này em vô luôn là 400. Rồi cái này cuối clip luôn ha. Dạ cuối clip. Rồi chào hết chị anh nha. Dạ cuối clip thì con cũng kính chào quý cô chú bác gần xa đã đến với kênh thì cũng xem clip. Thì cũng mong quý cô chú bác ủng hộ clip cũng như ủng hộ kênh. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Lộc cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ. À.